Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà nhá. Rất vui được gặp lại cả nhà trong video tiếp theo đi kênh Gia Lang Tây Nguyên. Thì buổi sáng hôm nay thì anh em mình sẽ di chuyển từ Mèo Vạc đi về thành phố Hà Giang nha cả nhà. Thì trên con đường này thì sắp tới kia chuẩn bị lên kia là anh em mình sẽ ghé vào một cái chỗ để mà ngắm view hẻm Tu Sản, là một nằm ở một vị trí là đèo Mã Pì Lèng. Cái khu vực Mã Pì Lèng này thì lịch sử ngày xưa kia về làm những con đường này thì anh Tú chắc hiểu rõ lắm nha. Để trước tiên Tú xin thông tin cho quý khán giả trên kênh Anh Già Làng Tây Nguyên một chút. Thì đèo Mã Pì Lèng nằm ở giữa hai huyện, đó là huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc, với cái độ cao trung bình thì từ 1.200m cho đến 1.400m so với mực nước biển. Và đèo này thì cũng còn có một cái tên mà rất là đặc biệt, đó là con đường Hạnh Phúc. Wow. Vì trước đây ấy, khi mà chưa có cái con đường đèo này mở ra thì bà con ở bên phía Mèo Vạc là không có khái niệm về con đường. Anh già làng biết vì sao không có khái niệm về con đường không? Cái này cũng không hiểu nữa. Thường là phía bên Mèo Vạc là không có đường để đi lại qua bên Đồng Văn này đâu, không đi lại được, cho nên là toàn bộ là chỉ đi bằng ngựa hoặc là đi bộ thôi. Còn nếu mà để di chuyển được sang bên này là phải đu người trên vách đá để đi. Đấy. Và đèo Mã Pì Lèng thì được xây dựng là cũng là hoàn toàn là bằng sức người, thủ công và rất là nhiều. Có những thời điểm cao điểm thì những thanh niên xung phong, bà con đồng bào dân tộc của các tỉnh miền núi phía Bắc là đã phải treo người trên vách đá đấy để mà đục đẽo đá xuống rồi nổ mìn. Đấy, anh nói là thấy nghe thấy treo người trên vách đá chưa? Thấy ấy chưa? Ấn tượng chưa? Ấn tượng rồi nhỉ. Em phải treo người lên là vì là anh nhìn thấy cái địa hình ở đây là nó rất là nhiều vực đúng không? Đúng rồi. Toàn là núi đá đúng không? Đấy, những đoạn mà đất đá bình thường thì người ta có thể là đào hay là san lấp bằng tay hay là có thể là máy xúc mà can thiệp được, nhưng có những cái đoạn mà chỉ là vực đứng thôi. Thế cho nên là những đồng bào bà con làm ra con đường này là phải treo người lên trên vách đá, cũng có rất là nhiều cái sự mà hy sinh mất mát để ngày nay là có một cái con đường đèo đẹp như thế này. Đây là anh già làng đã đến cái địa điểm này là khi nào chưa? Phố cổ Đồng Văn. Chưa đến đây lần nào. Lần trước em cũng có đến Đồng Văn một lần rồi nhưng mà kiểu như mình chưa đi tham quan phố cổ đấy. Đây là thuộc thị trấn Đồng Văn của huyện Đồng Văn. Cái này là những ngôi nhà là cổ, có từ thời cũng phải từ thời Pháp rồi đấy nhá. Đấy là phố cổ kìa. Mình nhìn sang bên này có những cái ngôi nhà có kiến trúc từ rất là lâu rồi. Rất là đẹp. Anh em mình lúc nãy đi vô nhà em kia nhưng mà mạng nó vẫn yếu cả nhà, nên là bây giờ đang đi dò tìm chỗ nào có mạng mạnh thì bắt đầu mới ngồi đây để đăng tải video lên nhé, cho nó kịp giờ. Chỗ nào là có cục wifi sát nhất em nhỉ? Cục wifi đâu là gần nhất? Nhà này xây được lâu rồi chưa em nhỉ? Wifi ở gì đấy nhỉ? Mật khẩu nhà em là 46 48. Nhà này chắc xây được lâu lắm rồi nhỉ? Nhà này xây từ lúc Pháp ở đây rồi. Mấy trăm thời năm Pháp rồi. À? Được mấy trăm năm rồi. Anh ra làng kiếm gì uống? Sau nhà Vương 5 năm à? Thế là đây cũng là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở chỗ Đồng Văn này rồi. Dạ đúng rồi. Cho anh trà gừng đi, coi nhà ở đây có trà gừng không? Nhà em có trà gừng với trà gừng mật ong, có trà gừng với trà gừng. Mật ong đi. Mật ong ạ. Ok. Ngồi trên nào. Trà gì, trà mật ong á? Trà gừng mật ong đi. Anh cũng thế ạ. Anh thì mình có thể dùng best seller món nhà em là cà phê tam giác mạch. Best seller là gì? Anh uống cà phê tam giác mạch đi. Cho anh cái đó đi. Nhiều người. Thế cho anh cái đó đi. Bỏ cái trà gừng nhá. Cho anh mình dùng đen hay nâu ạ? Nâu cho ít sữa thôi. Nâu ít sữa. Thật ít chứ. Em có người yêu chưa? Em anh có thằng em ấy ế này. Tổng của mình là bao cốc trà gừng mật ong với cà phê tam giác mạch nâu và một sinh tố xoài. Mình có dùng hướng dương không anh? Anh không. Không ạ. Có chỗ wifi là lắp chính ở đâu ấy nhỉ? Cục ở trong này luôn ạ. Trong này này. Vâng ạ. Anh cần. Tổng của mình là bao cốc hết 135.000, anh cứ toán cho anh nhé. Thế em có người yêu chưa? Em có ạ. À thế hả? Thế anh chuyển khoản đúng không anh? Đúng rồi, chuyển khoản. Thế tưởng chưa có thì anh làm là mai đưa em qua. Em gửi mình ạ. Từ từ. Ngày xưa kia bà con ở đây người ta nấu theo kiểu này cả nhà. Người ta nấu như thế, bây giờ người ta tái hiện lại bếp củi ở dưới này.
nhưng mà ở đó là lửa lửa bằng điện chứ không phải là bằng lửa lửa cháy đâu. Anh già làng thấy là quán cà phê là đẹp không? Quá đẹp quá nhỉ. Cái ghế này làm lâu chưa em? Mới. Mấy cái ghế này em giúp anh hướng dẫn viên cho anh đúng đi rồi. Xem một tí được không? Cho anh tham quan tí. Anh tham quan tí được không? Em dẫn anh đi, em chỉ cho anh chỗ đấy. Lên tầng 2 các kiểu em dắt anh ấy lên hộ được anh không? Ok. Có bạn nào không nữa thì cà phê phố cổ ấy cả nhà. Một cái quán cà phê view rất là đẹp luôn. Đẹp nhỉ. Nghe em đâu bảo là làm từ thời Pháp tới giờ. Lên tầng 2 ngồi nhá. Bên nào trong cái chỗ chị đó. Ừ, xuống xuống. Có view trên này này. Đi lên lên trên tầng 2 view trên này ngồi này. Đẹp nha. Quán là toàn là đồ cổ nhìn. Hoài niệm không? Những cái ghế đơn sơ mộc mạc nhìn rất là chất lượng luôn nè. Người ta làm ghế này người ta có cái mộng như này này cả nhà. Đấy, đóng vô này. Đấy, đẹp nha. Cho em gái kia dẫn đi xem lòng vòng. Trong cái bộ trang phục này. Trang phục. Ồ. Trong này là xem được đúng không em? Em ơi. Dạ anh. Trong này xem được tham quan được đúng không? Đây đi xem được không? Đây này. Anh ra làng này có những trang phục quần áo này. Sao đây là có áo dài này là cho khách mặc à? Đây là của người Mông á. Khách mặc này em. Cái quần áo đấy là khách đến uống nước nhà em là sẽ được mặc cái này được chị bạn. À, mặc miễn phí à? Là mua luôn. Mặc miễn phí à? Vâng ạ. Ừ. Để anh mượn cái nào. Mặc cái áo người Mông à. Đây là trang phục của người Mông gì em? Mông trên gì có Mông đen, Mông... Trên Hà Giang chỉ... trên Hà Giang chỉ có Mông... Mông trắng à? Vâng. Thế em là người trắng Mông hả? Trắng. Em Mông trắng hả? Hèn gì thấy da em trắng, như là người Mông trắng là da trắng thì mới gọi là người Mông trắng đúng không? Anh già làng thấy được không? Đẹp. Và áo thì được không? Còn người Mông đen là da họ đen hay sao em? Không, ý là theo từng trang phục với cách gọi. Có nhiều mà anh, kiểu đấy, bên này em bà có mông xanh mà lấy mông hoa nữa. Vâng, hoa nữa. Đi, mình lên tầng trên đi. Lên tầng trên đi em, anh dẫn đi lên tầng trên chơi đi. Thế nhà mình ở đây bán cà phê được lâu chưa? Lâu rồi anh ạ, cái này là cơ sở 2 của nhà em, cơ sở 1 ở dưới Hà Giang. À, thế à? Thế là ngày xưa cái nhà đây là thời Pháp người ta xây. Người ta xây dựng ở đây rồi nhà em trước, là... Trước đây là cái nhà này là của bác xã của thị trấn. Cái này xây bằng bằng gạch hay là bằng đất đây em? Bằng đất hoàn toàn à. Trước nó chỉ được sửa mỗi cái phần mái với bàn ghế thôi. Còn lại là nó vẫn nguyên bản. Cái này có xi măng ở trong này không? Không. Thế sao nó dính được hay thế? Thì... Ở năm xưa người ta làm người ta dùng đất sét đấy anh, cái loại đất mà kiểu nó cứng nó. Hay nhỉ. Anh thấy là không có, nghĩa là ở đây là không có xi măng ở trong đúng không? Không có ạ. Sao nó dính được hay nhỉ? Mà tường to nhỉ? Vâng ạ. Tường sao người ta làm to thế? Ngày xưa người ta dùng đất để nặng thành xong là kiểu người ta cho đất dính vào nhau, đó. Xong là người ta đốt lửa nung lên luôn hả? Cái này thổi kêu không? Thổi kêu nhưng mà mình không biết bịt lỗ. Anh thổi được. Ủa cái này này cầm đây bỏ ở đâu nhỉ? Mình ngồi đó thì mình đặt ở đấy xong thì các bạn sẽ bê đồ lên cho mình. Nên thổi như này. Đây, cầm đây này để thổi cho. Anh thổi tí nhá. Dạ. Không, em mặc áo này. Em phải đứng vào trong này với anh đi để anh thổi cho em mua. Dạ. Đứng vào đây đi. Em cứ đứng vào gần anh để anh có cảm hứng anh thổi đấy. Kiểu như thế. Chứ đâu cần phải mua đâu. Từ từ cho anh thổi xong bài khen này uống nhé. Đây, mang đây cho anh, đi. Tưởng gì thổi giống em thì có khác được đâu. Hình như cái khen này là người ta làm để trưng bày thôi chứ không phải là khen để thổi. Đúng không thổi em? Thổi mà. Thổi mãi. Thổi xong thổi không kêu nhỉ? Kiểu như là... Anh chỉ cho anh thổi đi. Do cái này hôm qua anh thổi của em kia thổi ra tiếng to lắm. Cái này là cái loại bé luôn. Là bé hả? Có
một cái loại thì nó sẽ to hơn cái này, nó nặng hơn nữa. Bố em chắc biết thổi cái này nhỉ? Em phụng cái chỗ phần này của cây kia thì nó sẽ to hơn cái này một tí. Nó cũng dài hơn. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 20 ạ. À, 20 hả? Dạ. À, thế ở khu vực đây thì người Mông của mình sống nhiều không? Ở bên đây thì gần thị trấn thì cũng có ít thôi. Toàn là ở trong trong bản, trong bản không? Trong thôn ở bên này thôi. Thế là nhà em ở đây được lâu chưa? Chắc cũng mấy chục năm rồi nhỉ? Em ở từ lúc mà ông em chuyển về đây rồi, em cũng không biết được. Em là người thị trấn hay người đâu? Em là người thị trấn. À, em chỉ cho anh cách uống cái cà phê kia đi. Uống như nào? À, cà phê đó luôn. Chụp ảnh nhá. Cà phê tên gì nhỉ? Lấy đường đi. Lấy đường đi. Trong lúc chờ đợi anh già làng thử chụp của em kiểu ảnh em đẹp. Ok. Em chỉ cho anh cách uống nhé, cho anh cũng không quen uống cà phê đấy. Anh không biết uống cà phê. Rồi, thở nào. Rồi, đẹp rồi. Nè. Nghe như kèm mút nhỉ? Đúng. Rồi nhìn cái lại một cái dáng khác, nhìn chân dài ra, X5 của em. X5 à? Để em ôm này khác này. Rồi. Chéo thế, chụp nhẹ cam chéo đấy. Già làng chụp ảnh cũng đẹp đâu các bác ạ. Ui, chụp sống tốt. Chụp đúng. Thôi được rồi, tí nữa để nhờ. Đấy, có đường nữa mới uống cà phê à? Ờ, mình gọi là cà phê tắm nước mạch nâu thì dưới này sẽ có một ít sữa đặc. Anh gọi là cà phê nâu ít sữa thì nhà em sẽ cho một ít sữa dưới này. Chờ khi nào mà cà phê nó... nước nó chảy xuống hết thì mình sẽ dùng thìa mình khuấy. Mình phải chờ nó chảy hết mới được uống hả? Vâng ạ. Chứ bây giờ hiện tại đang chảy là không được uống đúng không? Nó vẫn đang chảy, mình có thể uống mà. À, vẫn uống được à? Thế em làm đi. Dùng với hạt tam giác mạch à em? Vâng. Ở trong đấy có 75% là hạt cà phê và 25% là hạt tam giác mạch. Nó sẽ xay xong nó trộn với nhau. Nó sẽ thơm thế thì em làm thử cho em đi. Dạ. Em chỉ cho anh cách làm đi cà phê uống đấy. Dạ vâng ạ. Chờ nó chảy hết hả? Chờ nó chảy hết thì mình... Thôi trong lúc chờ đợi chụp ảnh lại đi. Em gái siêu thật đấy. Chụp ảnh đẹp thật đấy. Đấy. Ok. Đang suy nghĩ đi bắt vợ của gì. Đấy người ta căng nhiều góc đấy. Đấy. Rồi thôi rồi. Rồi tuyệt vời. Em ơi được rồi. Chờ em chụp cho anh với. Dạ. Em phải chỉ cho anh tạo dáng nhé. Tự tạo nhờ. Em phải chỉ anh tạo dáng nhá, anh bỏ được cái này ra chụp cái nó. Đúng rồi. Rồi, một kiểu như này. Tây Nguyên mà múa khen là nó không đúng lắm, mà mặc áo Mông như này mới đúng. Thôi được em gái có vẻ chuyên nghiệp phết á. Cảm ơn em rất nhiều. Chụp được 100 kiểu chưa em? Chụp được à? Mấy. Thế bây giờ mình làm cà phê uống đi. Mình chờ sợ lâu. Anh có thể mời em một nước được không? Em muốn uống gì không? Em cứ ạ. Em đang trong giờ làm nên là. Thì anh mời thì em có thể để ở chỗ làm. Dạ thôi. Thật mà anh mời một cách nhiệt tình thật thật đấy. Bây giờ mình pha như nào uống nhỉ? Nó vẫn chưa chảy anh. Mình phải cho chảy hết à? Khi nào mà nước trên này nó chảy hết mà nó không còn là chảy xuống nữa thì mình mới bỏ cái này ra. Mình lấy thìa mình khuấy. Nếu mà mình không uống đá thì mình uống nguyên như thế. Còn nếu mà uống đá thì mình khuấy xong mình đổ vào đá cũng được. À thế à? Tùy vào mình uống ít hay nhiều. Thế à, ý là phải chờ để chảy hết mới được đúng không? Ừ. Nhưng mà chảy hết thì nó có loãng cà phê không? Nó không bị loãng đâu anh. À thế à? Vâng. Có cái chất gì ở trong đấy mà nó không loãng nha? Nó không có chất gì đâu anh ạ. Nguyên cà phê với hạt tam giác mạch thôi. Nhà anh ở Tây Nguyên ra đây anh thấy người con gái người Mông á, rất là dễ thương luôn. Da thì trắng. Tùy từ người đó anh. Kiểu một số bạn thì người ta đi làm, người ta sẽ kiểu nhiều người cũng hay hỏi là tại sao người bên bọn em bé kiểu người trên này người ta đi làm sớm thì như em thì có đi làm nương không? Nhà em vẫn có ạ, nhưng mà kiểu nhà ở ngoài này thì sẽ làm ít hơn, bên trong xã sẽ không mất mấy. Anh cảm ơn em nhé. Dạ. Chúc em sức khỏe nhé. Dạ em. Em xin phép nhé. Ok. Anh thì ở Tây Nguyên ra đây, nhà anh cách đây khoảng cỡ hơn 1.500 cây số. Vâng.
Nếu mà đi bằng voi thì chắc khoảng mất khoảng cỡ 4 tháng đến 5 tháng gì đấy. Vâng. Ừ. Còn đi bằng máy bay thì chắc mất khoảng cỡ 4 ngày. Đi bằng ô tô thì chắc khoảng mất khoảng cỡ 3 ngày. Còn nếu đi bộ chắc khoảng cỡ 1 năm. Nhưng mà hôm nay gặp được có duyên gặp em ở đây thì cũng rất là vui. Anh tặng cho em một bài hát về Tây Nguyên nhé. Em đã đến Tây Nguyên lần nào chưa? Em chưa. Ừ. Em có lần nào được nghe người Tây Nguyên đàn cho em hát cho em nghe chưa? Em cũng chưa. Ừ. Em tên gì nhỉ? Em tên Quyên ạ. À, em tên Quyên. Bà. Anh tên là Tín nhé. Ừ. Anh đi xa Tây Nguyên cách đây cũng cỡ 1 tháng rồi. Anh nhớ Tây Nguyên quá, giờ anh hát một bài nỗi nhớ cao nguyên anh. Xa thấy nhớ, nhớ cao nguyên trời mây lang thang đại ngàn, con suối về đi hoang, rồi đi xa thấy nhớ đêm cao nguyên lửa cháy, nghe mâm thanh của rừng đêm dịu cần mang say. Tôi như say tiếng cồng chim, tôi như say hương cao nguyên đại ngàn, tôi như say đất đỏ là dân, tôi như say đất trời thương thang. Rồi đêm trăng thương giấc em cao nguyên dài ngày, tôi hoang vu cỏ dại, con thú về đi hoang. Rồi đi xa thấy nhớ, nhớ e súp, nhớ rong nang. Xa thấy nhớ, nhớ cao nguyên chờ đợi mây lang thang đại ngàn, con suối về đi hoang, rồi đi xa thấy nhớ đêm cao nguyên trời, đêm âm thanh thu rừng đêm dịu cần men say. Tôi như say tim cồng chiêng, tôi như say hương cao nguyên đại ngàn, tôi như say đất đỏ ba gian, tôi như say đất trời thanh thang. Rồi đêm trăng thương giấc em cao nguyên dài ngày, tôi hoang vu cỏ dại, con thú về. Kể nó hát đến đâu thì nhớ đến đâu hát đến đấy thôi. Nhưng mà em hát không hay. Hát không hay cũng được, anh cũng hát đâu có hay đâu. Anh hát hay. Không, như vậy không hay đâu, chưa thành chưa phải hay đâu. Nhưng mà em không biết hát về gì. Em nói thì thử một bài đi. Em hát bài Chàng trai xinh đẹp tiếng Mông đi. Anh cho em hát được bài gì? Một đoạn cũng được, một khúc cũng được. Kém duyên. Ừ, em
hát như nào nhỉ? Một chiều mưa trong lòng anh thắm bao sầu. Em hát cao cao được một tí đi. Một chiều mưa trong lòng anh. Bắt được tông nhỉ? Một chiều mưa trong lòng anh thắm bao hồ sầu. Em khác thì anh vừa dò bom. Một chiều mưa trong lòng anh thắm bao hồ sầu. Dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ. Ngày em đi trước kịp ôm cái ôm ra từ. Lại quên mi vẫn nồng nha kem tuyên. Em đi ngang đời anh. Trời đôi tay không thể với lấy, vậy đành thôi hình theo người đi. Khi đã xa mất rồi chỉ còn anh với như mộng mơ lặng thinh. Dạ. Cháu không hợp lắm sao? Rồi nên cũng tại vì do anh không biết đàn ngoài đấy. Chứ em hát hay mà. Anh cảm ơn rồi. Anh cảm ơn em rất nhiều nha, chúc em sức khỏe nha. Dạ vâng ạ, em chúc các anh đi đường luôn luôn bình an và nhiều sức khỏe ạ. Em có thể xem lại trên kênh Già Làng Tây Nguyên. Già Làng Tây Nguyên ạ? Kênh YouTube. Dạ vâng ạ. Tối mai phát nhé, 5 giờ. Vâng ạ. Nhớ bảo cả quán follow. Dạ vâng. Về cả bản nữa, follow, đăng ký nhé. Vâng. Cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ. Điểm tiếp theo là khu di tích Nhà Vương. Dinh thự Họ Vương. Dinh thự Họ Vương. Mua vé đây anh. Cho em ba vé gì ơi. Ba người. Anh già làng đã đến đây lần nào chưa nhỉ? Chưa lần nào đến luôn. À, đây là khu dinh thự Họ Vương. Ngày xưa thì vua mèo ở đây hả? Gọi là vua mèo. Cai trị một vùng. Ở đây nhá, mùa đầu năm là đào đẹp lắm. Nhiều đào lắm. Có nhiều đào luôn nhỉ? Hoa đào ở đây mà đẹp nhất vùng. Vì là khắp xung quanh nên là trồng đào. Cái dinh này chắc phải tồn tại phải cả nghìn năm rồi chứ? Không, làm gì nghìn năm đâu. Nghìn năm không? Đâu có. Mấy trăm năm à? Hơn tầm trên dưới trăm năm thôi. À. Cái mái đẹp quá nhỉ? Làm cầu kỳ phết nhỉ? Bên dưới này là bằng đá này. À. Đấy. Một cái kiến trúc lịch sử. Công trình lịch sử. Ngày xưa kia chắc còn cũng nguyên vẹn luôn. Tí nữa thì đi vào đây em với có cái để nói sau. À. Đây. Đây là gọi là xếp hạng di tích quốc gia. Khu Nhà Vương. Khu Nhà Vương. Nhưng mà trong họ Nhà Vương này thì có một ông thì sau đó là ông làm đại biểu quốc hội, thì để tí nữa đi vào trong này em sẽ chỉ cho anh xem. Anh xem đây là có cái thông tin này, là thông tin khởi công và thông tin hoàn thành. Khởi công xây dựng là 1898 và hoàn thành là 1903. Đấy. Tòa dinh thự Họ Vương là sự kết hợp giữa ba nền văn hóa Hơ Mông, Trung Quốc và Pháp. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 15.000 đồng bạc xòe. Đấy. Bây giờ mình đi vào tham quan trong. Nôm la nói qua về cái năm gọi là người ta khởi công xây dựng và cái kinh phí này rồi cũng như là kiến trúc này. Rộng không? Đây là cũng có 2 tầng. Cổ xưa tồn tại mấy trăm năm rồi giờ vẫn còn đứng sừng sững nha. Đấy. 1903 hoàn thành thì đến nay là 2024. Là hơn 100 năm rồi. 121 năm. Mái nhà ta làm đẹp quá nhỉ. Đẹp. Mình thắp hương à? Đúng rồi, bên trong này là nơi thắp hương. Đó chính là hình ảnh của ông vua mèo. Này, bên cạnh này anh già làng này, trong lúc chờ đợi này. Đây là có hình ảnh của ông này. Cùng gia đình này. Đây là ông vua mèo đấy không? Đúng rồi, ông đấy, chính giữa ông và các người vợ ở hai bên. Và có người con trai của ông đây chính là đại biểu quốc hội đấy.
Tí nữa thì sẽ có cái thông tin là cụ thể sau. Ông Vương Chí Sinh là đại biểu Quốc hội. Phía sau này còn rộng nữa. Còn rộng, đây là còn có những tấm ảnh ông Vương Chính Đức là cùng chụp với bà vợ này. Đấy. Tức là ông Vương Chính Đức là tên của ông vua mèo đấy. Ông này là người Hơ Mông đúng không? Đúng rồi. Người Hơ Mông đấy. Nhưng ngày xưa người ta gọi là vua mèo. Chân dung của ông Vương Chính Đức này, đấy, nhìn ông rất là oai phong bệ vệ đúng không? Đấy, bên này là chụp cùng con trai Vương Chính Trư này. Đấy. Đây là ông Vương Chí Sình, đại biểu Quốc hội, là chụp người ngồi ghế đây này. Ông Vương Chí Sình tức là người đại biểu Quốc hội đấy. Là ông chụp ở Bắc Kinh. Đây là hình ảnh của ông này. Đấy, đại biểu Quốc hội khóa 1, khóa 2. Đây là những cái hình ảnh. Đấy, còn mình đi vào trong tiếp. Ngày xưa ạ. À đây này, bếp. Ngày xưa bếp. Ở đây là ngôi nhà của họ hả? Đúng rồi, nhà rồi chỗ làm việc. Mà tường nhà anh thấy dày không? Này, từ đây ra đến đây là cửa sổ này, rất là dày. Phòng. Đấy, trong nhà có những cái cột này rất là chắc chắn luôn nhỉ. Yeah. Cột gỗ đến giờ luôn, không có mối mọt, không có gì cả. Tốt. Cái gian bếp của nhà ông. Đi băng qua đây đi. Tường dày nhỉ. Này. Trong này có những khu bàn làm việc đây. Trong này là phòng kho rồi. Bây giờ mình sẽ lên cái nhà chính, anh sẽ được thấy bộ quần áo của ông. Sẽ thấy được bộ quần áo. Đây kia cũng là phòng rồi đó đúng không? Đúng rồi. Đây nhà bếp. Đây nhà chính đây. Đúng rồi. Những tảng đá nguyên khối đẹp quá nhỉ. Đá nguyên khối hết đấy. Trên này là có cái áo của ông này. Đây là bộ quan phục của ông Vương Chính Đức. Năm 1923 được vua Khải Định đã cử người mang từ Kinh Thành Huế lên Xà Phìn ban tặng cho ông cùng với bức Hoành Phi. Bình chính khả phong. Là cái bức Hoành Phi mà treo ở phía bên ngoài đấy. Bộ đồ đấy, bộ đồ của vua đấy hả? Đấy, mũ này là được vua Khải Định ban cho đấy. Cái bộ quần áo. Quá lâu rồi giờ vẫn còn tồn tại nhỉ. Đấy, mình cứ xem những cái phim phong kiến thì cứ mỗi vùng ấy. Ngày xưa thì những mỗi vùng thì có một vị cai quản được phong vương chẳng hạn. Hay là thế nào đó, cai quản một vùng. Đây là nhà chính thôi. Chỗ này là bàn làm việc. Đấy, ngoài ra là còn có thêm cả tầng trên nữa. Đấy, mình đi đây là cũng có thể lên tầng trên này. Kiến trúc cổ kính ngày xưa làm ra cái gì cũng đều chắc chắn nha. Đấy, trong này là cũng là những bàn làm việc hết. Tường này, khu vực này thì tường bằng đá luôn. Đẹp chưa? Này, dày chưa? Này, bằng đá này. Có cả lỗ trô mai ở phía trong kìa, anh ra làng vào xem đây. Lỗ trô mai kìa. Lỗ trô mai là lỗ gì? Lỗ trô mai để bên trong này quân lính cầm súng ngắm bắn ra ngoài. À, để đấy. Canh gác đây này. Đây này. Đấy, lỗ này này. Bắn ra này. Chỗ này hầu như là quân lính canh gác hết. Đây, đi bên này đi. Cẩn thận cọc đầu ơi. Nhà ngày xưa họ làm mà sẽ là hơi thấp. Đi qua đây phải chui qua luôn. Chui qua luôn. Bây giờ là thông lên đây rồi. Đấy. Thế nhưng mà lại thông được sang đây. Tường dày ác nhỉ. Từ đây là có thể nhìn ra ngoài, nhìn thấy những cái mái ngói rất là đẹp, mái ngói âm dương. Xem những mái ngói rất là đẹp luôn. Đấy. Cái kiến trúc cái mái cũng rất là đẹp nhỉ. Đấy thì hầu như là các tầng trên thì đa số là đều xem có người xem những cái như này.
Đây, mình đi tiếp xuống dưới đi. Có cái vò rượu à? Ừ, đây, xuống đây à? Cầu thang đấy, không phải vòng lại đâu. Cầu thang chắc nhỉ? Nói chung cái này bên YouTube thì anh em người ta cũng quay nhiều rồi. Thế mình vào gọi là cũng tham quan qua cho biết vậy. Tham quan để mình biết thôi chứ. Chứ còn nhiều người quay quá rồi. Thế là anh em mình cũng mà là tính chất là tham quan để nhắc lại những cái địa điểm trên hành trình đi thôi. Trên kia thì cũng tương tự thôi. À. Đấy. Những gian đó cũng giống như này hết đâu. Đúng rồi. Cũng là nơi sinh hoạt ăn ở rồi. Trong này đây là có một gian bếp nữa này. Đây, mình vào xem gian bếp này. Ủa bếp. Đây là gian bếp. Cái chảo này là đa số là nấu cám lợn hay là thắng cố này. Đấy. Chủ yếu là nấu thắng cố với cám lợn. Bây giờ người Mông toàn là dùng nấu cám lợn. Chứ nấu thắng cố ở đâu ăn hết được. Ra đường này luôn đi. Hồ nước kia nó làm gì em? Để sinh hoạt. Đây, ra. Đây còn hành lang ra này. Đi ra vườn luôn. Đấy. Đây là cái chuồng trâu chuồng bò gì. Khu này dành cho những người ví dụ như là làm việc cho ông. Đấy, bên này là nhà dành cho những người làm việc này. Đây, anh đi ra hướng này cùng em. Cho anh đi xem khu chuồng dê chuồng ngựa đằng sau này nữa. Đây là rừng trúc này. Đẹp nha. Đường sau toàn bộ là hệ thống tường rào kiên cố. Và cái vị trí thì cũng nằm ở trên một cái giống như kiểu mu rùa ấy. Vòng lên. Trên này là cái chuồng để nuôi ngựa này. Chuồng ngựa thứ này. Đây này có mấy cây lê mà không biết có quả không? Mình vòng ra xem nào. Đấy, chuồng nuôi ngựa, gia súc. Đấy, cái chỗ mình vừa đi ở bên trên này. À. Chính giữa nhà ông làm việc là xây là toàn bằng đá rồi có cái súng để canh gác ra. Nó khác với lại những cái bên dưới kia là tường kiểu khác đúng không? Đây này, anh thấy không? Ủa, mặt sau này toàn đá hết này. Đá to này. Đá nguyên khối to luôn. Ui ôi, quả đào to chưa? Đây. Mình được ăn không? Không, không nên. Nên hái sợ phạt lắm. Đấy, quả to chưa? To quả này chín rồi này. Thôi đằng nào nó cũng bị rụng ấy, thôi mình hái hộ. Nó mềm rồi ấy. Ừ. Tới mùa Tết chắc họ đào ra hơi bị nhiều luôn nhỉ. Ừ. Tường đá kiên cố. Này, cây lê này. Hả? Đây chính là cây lê này. Lê đấy hả? Đúng rồi. Cái này mình ăn lê nhiều rồi. Đây là quả lê này. Hôm nay mà thấy cây lê đây. Ừ. Đây chính được. Là quả lê đấy. Chứ không được hái đâu nhỉ. Đẹp nhỉ? Quá đẹp. Nhiều cây cối, hoa quả, đào rồi lê đến mùa mà Tết xong ấy, anh ra Tết khoảng cỡ khoảng hơn một tháng ấy. Tầm là ra đây là hoa lê, hoa đào lở đẹp lắm. Ừ. Đào triệu quả luôn à. Ừ. Nhiều nhỉ? Sai chi chít luôn. Đây, cây lê này. Ở đây mà có người mình lên mình xin nhé. Mà chẳng có ai ban quản lý trông coi trong này cả. Mà họ cũng không ghi là cấm hái, đúng không? Ừ. Nhưng mà có camera đây này. Đây là camera này, quay ở đây là ai trèo cây là biết ngay. À. Ừ. Đào đây chín rồi nhỉ. Nhìn ngon thế nhỉ, thèm thế nhỉ. Ừ. Thôi, bỏ qua đi. Mình đi nhỉ, thế xong rồi ấy. Ừ. Ok. Giờ mình đi về. Chứ chuyển địa điểm khác. Đến dốc Thẩm Mã. Hiện tại thì bây giờ anh em mình đã đến với dốc Thẩm Mã rồi cả nhà. Ở đây gặp ông chú đang thổi sáo rất là hay và một cô em rất là xinh đẹp. Cái xíu này giao lưu với em sau nhé. Chú bán sáo à? Ờ, cần sáo. Bao nhiêu một cây đây? Đây, cần sáo không? Bao nhiêu một cây đây? Đây, không, đây là sáo cổ sáo tình mua một cây 200. Đây. Ừ. Nha, này nha. Thôi bây giờ chú ra kia thổi cho đẹp đi. Thôi cảnh cho đẹp. Chú ra qua đây thổi chú. Đấy. Ra đây thổi xuân về những bản mông đi. Rồi, đây. Rồi mời mọi người ra xem chú thổi sáo nhá.
là cái góc này nhé. Đúng rồi, góc này nhìn thấy view dốc Thẩm Mã này. Cái góc này. Nhà. Có chưa? Rồi. Mình có điện bảo nhá. Rồi, được rồi ạ. Vâng. Hết một bài luôn đấy. Thế là hết luôn hả? Vâng, hết luôn. Quá hay, một bài hát quá hay. Vâng. Rồi, rồi. Sau một ngày di chuyển thì bây giờ anh em mình đã đến với thành phố Hà Giang rồi cả nhà. Ở đây là Hạ Thành Quán. Rồi, xin chào. Chào chị nha. Chào nha. Rồi, chào anh em. Rồi. Ở đây thì anh em mình sẽ ở đây ăn một bữa cơm ở đây rồi mai tiếp tục anh em mình đi lán dầu hả? Đán dầu. Đán dầu hả? Vâng. Nơi đấy là nơi mà em đang làm đường đấy. Vâng. Đang làm mấy km đấy thắng nhỉ? Đang làm khoảng 4 cây số. 4 cây số. Vâng, đường rất là dài. Cần rất nhiều cái sự chung tay của mọi người. Bây giờ mời anh già làng với cả bạn Tú với cả Mạc Minh vào đi nhỉ? Rồi, mời mọi người vô nhà nhá. Vô quán nhá. Vâng. Mày không thấy ai ra đó nữa nhỉ? Dạ, đây các em ấy, các có em Lệ mấy em làm là đang bày mâm cho anh. Con này cô đều tháp không đấy? À có luôn. Tháp luôn à? Này anh thích mấy tháp? Một tháp thôi. Một tháp. Hai tháp anh ạ, dùng chân anh. Đến Hà Giang rồi hai tháp anh ạ. Thế thì hai tháp cũng được. Đi một chân khập khiếp ấy. Rồi. Chào các em nhá. Vâng.
Đấy em Lam đây, em Lệ đây. Em Lệ đây. Anh cứ hỏi thăm hoài. Em Lệ hôm trước đồng ý về Tây Nguyên với anh rồi, bây giờ anh quay trở lại đó này. Cưới voi em sao? Bây giờ em vẫn chịu cưới voi à? Hả? Ý là hôm nay là anh quay trở lại đây anh đón em về Tây Nguyên đấy. Ý em sao? Dạ cũng được ạ. Đi luôn hả? Ý là em đã thưa với bố mẹ chưa? Dạ tí nó nói sao ạ? Tí nói sao hay là anh uống hết được 3 chai rượu đúng không? Và chịu theo. Có cần phải đi về lấy quần áo đi không? Dạ không cần cũng được. Một bộ để đi cũng được nhỉ? Đi là đi đâu mình mua đồ đi nó cũng được nhỉ? Đi vào đây anh em cứ bảo anh uống hết 3 chai rượu được em ạ. Thì anh già làng đến Hà Thành ấy, em bảo là anh uống hết 3 đâu. 3 lít rượu, 3 tháp rượu em. Đúng rồi, 3 tháp rượu. Rồi xong đến em đi cùng anh Linh Nguyên. Thế thì sau này uống nhỉ? Dạ vâng. Nhưng mà anh già làng đứng cạnh gái ở Hạ Thành nhìn như là hơi nhát nhát sao? Đưa lên mặt rồi nhỉ? Vừa rồi đâu nhát đâu. Kêu mệt, kêu chóng mặt, kêu nhức đầu. Đây đây đây. Tỉnh như xin nhận ra. Sang kia, sang kia. Anh ra làng tí anh đưa bức bê hộ nhà hàng. Đây đây đây. Đây đây đây. Lên bê thì phải ở đây đây. Rồi, cái này bê thì bỏ đâu em? Cái này dừa xếp đây hả? Dừa, dừa. Gia làng quản ca đi xem mà. Ôi, ông ấy để cho gia làng qua mặt tôi. Gia làng đến đây ông phải biết là Hạ Thành quán. Gia làng bây giờ chỉ 1, 2, 3 rô. Anh có rô được không? Anh hôn được không? Mấy lần bị xịt rồi. Hôm nay là hôm nay là anh làng cho ngồi ghế chủ trì luôn đấy. Nào, anh em ơi! Hay ba! Hay ba! Nào, lên! Lên nào, lên nào! 1, 2, 3, lên! Hay! Tuyệt vời! Bây giờ mình phát hiện ra ăn xôi với thịt cũng ngon, xôi với thịt da này. Ông thấy lợn lợn nhà tôi khác không? Hả? Đây lợn đen ở trong bản ấy. Đây là bỏ mổ, đây là lợn rất là ngon. Mà lợn đây không nuôi Tăng Trọng. Đấy đâu, chỉ có là ăn. Vẫn nuôi cám nhưng mà không nuôi Tăng Trọng. Không, bình thường em đi thấy toàn là ăn cái ăn gì? Bẻ chuối không? Bẻ chuối thì vẫn phải trộn với ngô, cám ngô. À cám ngô thì nó có trộn đấy đúng rồi. Em đưa chén rượu cho anh đây này. Anh em, anh Thắng ơi, em ngắt lời anh với cả anh. À, ok. Anh làm một tí. À. Anh Mạc Minh á, em sự với cả em thì là bây giờ em xin phép chén này là uống một bình để về trước đúng không? Để em về trước, đấy, ra là nhà cũng đang có khách. À. Ngày em hôm nay cũng làm 3 mâm cơm thì tiền thể thì không phải tiền thể đó em xin lỗi sao anh bảo 2 bây giờ lại 3 rồi lên 3 rồi anh ạ. Lại và đặt thêm một mâm nữa. Một mâm này nhá. Thì em xin phép là mời canh ra hôm nay có bác của em là em đi du cái đi vợ ấy em đi du cái gì xuống chơi rất là vui. Em ước là em nhà công việc nhưng mà bớt chút thời gian đến anh em mình. À, chúc em rất là nhiều sức khỏe, lát nữa anh em sẽ có mặt là ngồi chung vui chén rượu ngon. Ok rồi cho ước 2-3 đi. 1, 2, 3 Rô 2, 3 Rô 2, 3 Rô 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 Anh em bây giờ làm Tây Nguyên được. Các em xin phép nhé. Mời vâng. Anh Thắng này. Anh Mạc Minh này. Anh Sự này. Anh già làng này. Với cả anh Tú. Kéo vlog này. Với cả em Thể. Thế anh già làng với cả Tú có nhận lời không? Ok, anh em có biết. Tôi là tôi thì ở đây rồi, lúc nào thì đi. Ok luôn. Ông okay, có nhận lời không? Okay, không biết okay, đi. Em sang tí. Về trước một tí nhá. Bây giờ là tại là trước ông tí thôi, cứ bảo là ông Thắng với ông Mạc Minh ừ chứ tôi có ừ đâu. Gọi em nhiều quá. Anh sợ đi ra dọc đường ấy không quen thì chó cắn. À không sao anh ạ. Người dẫn đường đi mới đúng được. Cái đấy anh yên tâm không phải lo đâu. Có thổ địa dẫn. Tí nữa bảo ông là chuẩn bị đọc mấy bài thơ cho anh già làng nhá. Nhanh nhanh nhá. Em xin phép đi về. Ok nhá. Trước một tí nhá. Rồi rồi. Okay. Em xin phép bỏ lên túi em đi xa. Dạ vâng. Tí anh thời gian nhà em cũng gần thôi, cách cả 200m thôi đi bộ cũng được. Không phải xa đâu. Ok. Em mời anh nhá. Nhà ước ở trong làng này luôn. Em nhá, nhá. Em rất đẹp luôn đấy. Cả nhà đẹp, cứ đẹp lắm. Nhà đẹp lắm. Anh Tú thì okay. Cũng được vào rồi. Đúng rồi. Nhà anh Thắng nhá. Ok ok. Nữa là anh củ canh sang em. Ok ok. Ok.
Em cứ về đi, nói anh mời anh sang. Dạ vâng. 30 phút rồi. Thôi, có gì bỏ qua. 31 phút. Thôi, đang sang cần chiều đầy nhá. Đó, ok. Cả gia đình là đừng có ép rượu nhé. Không, ép ly rượu đầy thôi. Bác anh mang rượu khó với anh sang. Dạ vâng. Cặn ly đầy. Nhá. Ok. Em chào anh. Rồi. Tài hứa cầm thuốc cầm tay. Công trình không cần phải lừa ở đây mình đã đến nhà của em Ước rồi nha. À, rồi nha. Chào anh ra làng nhá. Sau này khi một đi một chặng đường khá là gần thì anh em em chào anh đi nhá. Trên này nhà em Ước là toàn con người con gái tày thôi. Thế à? Nhóm. Ồ. Ở đây nhìn xem mà. Đây. Mình nhìn xem này. Anh thấy rất chưa? Thấy con gái không? Người tôi thấy anh Tú đúng anh. Em chào các anh. Chào anh. Ờ, anh này hôm trước vừa thấy ở ấy mà. Ở đâu? Em chào anh. Anh ở Tây Nguyên ra đúng không? À, anh Tây Nguyên, cái gì anh Tây Nguyên ấy? Anh thấy ở đâu? Em thấy anh ở trên Facebook. Vâng, cách đây mấy ngày thôi. Đây là anh già làng Tây Nguyên. Đúng rồi. Em ở đâu? Em ở đây ạ. À. Em là bạn của bạn Ước. Đây là bạn em. Ok. Em với anh lên nhà dùng bữa cùng gia đình ạ. Tiếp em đây giao lưu nhá. Dạ vâng. Em xuống đây uống nước cho đã. Nước đâu ấy? Thôi thì tao lưu với anh già làng đã. Anh già làng. Hả? Tao lưu ra. Tí nữa lên thì tao giao lưu rượu chứ. Đấy rồi. Tiểu ấy, tất cả anh đây là anh già làng ở từ Tây Nguyên sang Hà Giang chơi. Đấy, đây là anh Bạc Minh và đây là anh Nguyễn Tất Thắng là anh trai của Ước kìa. Anh nhân ba ngồi bên kia. Đây đây anh Thắng. Anh ngồi bên trước đi. Ngồi bố đây bác ngồi. Đây anh ngồi đây. Hôm nay là
Ước rất vinh dự được đón anh già làng Tây Nguyên đến với nhà Ước. Dạ vâng, em... Sức khỏe nhá. Dạ vâng, là anh đến đây đầu tiên, như anh Thắng này, anh Mạc Minh này với cả anh Tú xe đầu kéo thì đến nhà em cũng khá là nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay anh là lần đầu tiên đến với nhà em. Thì em rất hân hạnh được đón tiếp anh già làng Tây Nguyên. Hôm nay là thực ra là bữa cơm cũng toàn trong gia đình nữa anh ạ. Đây là... đây là các chị với cả các bác em ở bên bên vợ của em là cũng cách đây hơn 100 cây cơ. Đấy, hôm nay là xuống chơi em thì cũng rất vinh dự là hôm nay các anh lại xuống nên là lại gặp nhau ở đây. Hôm nay thì thực ra em có gì nói sai thì em mong anh thông cảm nhé. Không, thực ra đúng hôm nay là có dịp, lúc ấy em nói ở trên đấy. Dạ, dạ vâng ạ. Còn đây là đây bố mẹ của em đây, đây là vợ em. Còn đây là các cháu gái, đây cháu gái bên này. Đấy, cháu gái bên này. Đấy, nói chung là nhiều thành phần lắm anh ạ, nhưng mà tí em sẽ giới thiệu sau. Vâng, dạ. Tôi nhầm lại tiếng nhờ. Anh gia đình không có gì quả, có con quà gì khó với đen. Dạ vâng. Mang theo. Anh Mạc Minh lúc nào chú đáo, lúc nào lên nhà nhà em cũng khấu vài lèn. Em bây giờ có 6 can thì bố em uống hết 6 can rồi. từ lúc lên nhà mới là cũng 4-5 can rồi. Thôi cảm ơn anh nhá. Nói chung là dạ vâng, em cũng không biết nói gì nữa là cảm ơn anh Mạc Minh rất là nhiều. Đông khởi rồi nha. Mời cả nhà mình nha. Chị Hoa đây là chị Hoa thì chắc là chị biết anh Thắng rồi. Biết mời em nhá. Đâu cả nhà mình đông khởi đi nhờ. Anh Thắng ơi. Không, anh Tú ơi, anh Minh. Không. Anh Giang ơi. Đâu cả nhà đồng khởi đi. Nào. Nào đâu, đâu. Thôi. Nào. 1 2 3 dô. 2 3 dô. 2 3 uống. Mời lại nhá. Mời cháu nhá. Alo. 1 2 3 dô. 2 3 dô. 2 3 uống. Ông mời nhá. Dạ. Cảm ơn sự giống nó chạy nó từ tổ quốc miền Nam mình gần thôi, không xa đâu Trường Sa ơi, ở đảo xa anh không về Á đổi thôi. Chưa hết bắt cơm đâu. Thôi tạm biệt em nhá. Em cảm ơn anh nhá. Anh đi xin phép đi về nhá. Dạ vâng. Có dịp thì em mời anh già làng Tây Nguyên đến nhà em chơi rất là nhiều. Trời trời. Thôi tạm biệt mọi người nhá. Em chào chị nhá. Chào em nhá. Không chịu nổi nữa rồi. Thế giờ anh em mình xin phép sẽ dừng video tại đây nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video của anh em mình và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo lần sau nhá. Xin chào tạm biệt mọi người nhá. Già làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, bà kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc hén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất. Đảm bảo an toàn chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website: gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline: 0328058111, 0328058333. Già làng Tây Nguyên cùng bạn kết nối thành công.